Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay hai anh em mình đến hẹn lại lên. Xin chào cái nà. Hôm nay hai anh em mình đi câu cá cả nhà ơi. Hôm nay tới bãi rồi cả nhà ơi. Đây, bãi câu của mình đây. Quá chi là ok. Đi câu suối nha cả nhà. Cũng tới bãi à, hai anh em mình à, chuẩn bị à. Ra còn xuống chiến nha cả nhà. Cũng giới thiệu với cả nhà luôn. Hôm nay mình cũng ra đây mình làm món ẩm thực đó chính là ớt. Rồi mình giá tỏi hành ớt mình ướp nha cả nhà. Ướp vô để nướng nha cả nhà. Mời cả nhà đón xem clip của mình nha. Ok cả nhà. Ông anh mình câu đằng kia còn mình có công việc là ướp những con ớt này nha các bạn. Nguyên liệu mình gồm có là tỏi, ớt, hành, muối và ngọt và đường nha cả nhà. Mình sẽ để vô mình giá mình ướp nha cả nhà. Sau khi mình ướp rồi mình chặt những cây xiên ớt giống như vậy nha cả nhà. Và chờ lửa hừng lên là để vô nướng là ok anh em. Thôi bỏ lên chiến thôi anh em ơi. Không nha nha.
khi chờ đợi thịt chín, mình cũng xuống còn câu cho vui với ông anh luôn nha cả nhà. Đây, câu suối mình chỉ còn dế với là trùng thôi anh em. Rồi, xuống còn chiến thôi nha anh em. Xong này câu cá bò, cá chình, chạch lấu nha cả nhà. Lăng chê là cá lóc mà hiếm khi có lắm anh em. Toàn người dân ở đây đi rà đi chích không cả nhà. Dính cá nha cả nhà. Cá trắng nha. Oh my god. Dính cá cả nhà. Wow. Đường em thét lét nha cả nhà. Ủa mình không ngờ quê mình cũng có con thét lét này cả nhà ơi. Đây. Vô chừng chưa. Ồ. Được một em nha cả nhà. Cho câu sớm giờ. Đèn cá trắng đó. Nó rỉ nó phá không. Đây. Wow. Rửa giùm cái không anh? Trời, khổ chưa? Bụng khóc luôn. Ôi, trời, khổ chưa? Quá chi là ok. Ra câu cá mà ngồi nướng ếch như thế này, thứ nào chịu nổi cả nhà. Thôi mình câu tiếp nha cả nhà. Đầu khi nào ớt chín mình sẽ review cho cả nhà xem nha. Xuống còn nha cả nhà. Ú, dạ mới xuống được thế lên nữa cả nhà ơi. Đây cả nhà. Má. Cả nhà nha. Đây ta. Được hai em thét lét rồi cả nhà ơi. Đây một em để chuẩn bị đây. Wow. Mình cũng ra chiếm chỗ của ông nha cả nhà. Ra chiếm chỗ cậu thét lét cả nhà ơi. Nó ăn trong hốc này nè cả nhà. Đấy. Đấy, trong hốc ngay đầu con của mình nha. Đây cả nhà. Ếch nướng đã chín rồi nha cả nhà. Giờ mình đem lên bè mình sẽ review cho cả nhà xem nha. Thank you.
kìa. Cả đem men cho nước miếng ra nhà ơi. Giòn quá nha. Nướng ớt cầu cá đi bài luôn cả nhà. Còn mình đậu mất cái con rồi không? Cá thiếu mất còn cả nhà ơi. Đó tính sao nha cả nhà. Mình ăn cái đã. Mình ăn xong mình ra mình kiếm con sao nha cả nhà. Mình cũng vui mình quay cho anh Caramel của mình thưởng thức luôn nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà cái đùi luôn nha. Cảm nhận anh. Dừa gì? Có cay hay là không cay? Hít thà. Ngon lắm. Rồi cái này có đùi nữa nha. Ăn đùi không cho. Có người quay em thèm. Ừ. Thế được ăn rồi rồi. Thế được ăn được á. Mở cái nhà cái đùi nữa nha. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Like đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà. Ngon quá. Dân dã vậy mới ngon nha. Mời mời nước mời nước. Uống nước. Ông năm lần là cao. Để mình làm luôn. Tốt đẹp quá đã. Chà quá đã. À. Cũng vô dùng luôn nha cả nhà. Đẹp quá mà. Like đăng ký ủng hộ kênh nha cả nhà. Ăn xong chiến cá thôi cả nhà. Một con cá chiều về. Quá ngon rồi cả nhà. Cá ăn cả nhà ơi, cả nhà. Mình cứ vì con cá còn lại em ăn để lo em lo nha. Ok ok.
cả nhà thích chủ đề này cho em xin một đăng ký kênh, một like ủng hộ kênh để phát triển nha cả nhà. Mình thì thích đi quay phim, quay vlog lắm cả nhà, nhưng sức của mình ít quá. Cả nhà xem nhớ đăng ký kênh cho mình có động lực để làm clip tiếp theo nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nha. Đã không cả nhà? Đã tươi. Đăng ký ủng hộ mình nha cả nhà. Nãy giờ hai anh em mình chiến chỉ còn một đống xương thôi cả nhà ơi. Thôi mình cũng xin phép kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Cả nhà thấy clip hay và ngon thú vị, cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Hello cả nhà nha. Đâu. Chào tạm biệt cả nhà nha. Bye.